xôn xao Tiến Linh phản ứng căng khi nhận quả bóng bạc 2022. Tối 25 tháng 2, lễ trao giải quả bóng vàng 2022 đã chính thức diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Hai cầu thủ nam và nữ đứng lên bục nhận giải thưởng cao nhất là Huỳnh Như, lành FC và Nguyễn Văn Quyết, câu lạc bộ Hà Nội. Một trong những nhân vật thu hút sự chú ý không kém trong buổi lễ này chính là Nguyễn Tiến Linh. Anh kém may mắn hơn đàn anh Văn Quyết một chút nên chỉ giành giải quả bóng bạc dù sự kiện đã đi qua nhưng mới đây trên mạng xã hội lan truyền loạt biểu cảm của tiến linh khi lên sân khấu nhận giải trang cầu thủ lộ rõ sự tiếc nuối và buồn bã ngoài ra khi sự kiện vẫn đang diễn ra nhận giải xong anh nhanh chóng rời khỏi khán phòng di chuyển nhanh ra phía ngoài dù được một số người hâm mộ hỏi thăm động viên nhưng tiến linh không có phản ứng đáp trả nào hành động này lập tức nhận về nhiều ý kiến trái chiều trong khi một số bày tỏ tiếc nuối bởi trên sân cỏ tiến linh đã thể hiện rất tốt trong thời gian qua nhưng cũng có người cho rằng để có được quả bóng vàng ngoài thành tích cá nhân còn phải có tính chất tập thể ở câu lạc bộ chủ quản trong một diễn biến khác đến hôm nay tiến linh tiếp tục khoe sự giàu sang của bản thân khi khoe ảnh làm lễ động thổ cho một dự án mới của bản thân dưới phần bình luận đồng đội bạn bè người hâm mộ tiếp tục suýt xoa trước độ giàu có của anh chàng dù không tiết lộ dự án này là gì xong nhiều người không khỏi suýt xoa về tiềm lực kinh tế của tiến linh